Hello, chào mừng mọi người đến với channel của mình và mình là Andrew đây. Chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc vui vẻ nha. Ok, trước khi bắt đầu video thì mọi người đừng quên ấn cho mình một like và bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một lượt subscribe luôn nha. Để kênh nhanh chóng lên mốc 200k subscribe và động lực để mình làm video mỗi ngày. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha. Bây giờ mình mới để ý nha, mấy hôm nay mình toàn mặc bộ đồ này thôi mọi người à. Mấy video đó vẫn mặc nó, nhiều khi người ta không biết tưởng mình ở dơ không tắm mọi người. Tại vì nó đẹp còn dễ thương nữa, cho nên mình khoái mặc hoài luôn. Nói vậy chứ mai mốt mình ra đồ mới thì chắc mình cũng bỏ nó mình mặc qua đồ mới à. Ok, hôm nay mình sẽ cho anh Louis nha. Nhưng đợt này có thể sẽ hơi ác một chút, tại vì mình sẽ giả vờ là có tình cảm với Dolce, xem phản ứng của anh Louis sẽ như thế nào. Và chắc chắn mình sẽ nói trước với Dolce nha, chứ tự nhiên đang không quay rồi Dolce không hiểu ý mình á, sẽ không có cho anh Louis được. Bây giờ mình sẽ qua nhà của Dolce hỏi xem bạn ấy có đồng ý không nha. Và Dolce thì mình cũng có nói rất nhiều lần trên kênh rồi, là một người bạn, là đứa em trong nhóm của tụi mình ha. Nhưng mà vì cái tính hay ghen của anh Louis á, cho nên là cho nó rất là dễ mọi người ạ. Alo chủ nhà ơi, hiện tại thì mình tới lễ theo Dolce và đang ở nhà nè mọi người. Đây mình thấy chát thật kìa, nhưng mà sao người ta đâu không thấy. À đây rồi. Hello, trời ơi, đứng ở trong đây hèn chi đi qua kiếm hoài không thấy. Chị có chuyện muốn nhờ em nè. Ơ, nhưng mà sao tắt đèn tới thui vậy trời, bật lên sợ ma quá. Dạ chị nói đi ạ. Ok, bây giờ mình sẽ nói với Dolce nè. Bữa nay hai đứa mình giả bộ tình cảm cho anh Louis nha. Rồi lát nữa anh Louis xóa bạn bè em thì sao? Hít. Không sao đâu, chị bảo kê cho. Em sợ gì cũng biết. Có tin được không đây? Ok, em không cần phải trả lời đâu, đi với chị nè. Ơ gì mà ơ. Thôi bây giờ mình sẽ tele qua Louis nha mọi người. Hello Louis đẹp trai cute from everywhere nha. Ơ, chào người ta xong rồi quay lưng đi vậy hả? Trời ơi, mê bắt côn trùng dễ sợ luôn á. Nay hai chị em qua một lần. Ai biết đâu, chắc trùng hợp á. Thì tự nhiên em tele tới anh mà. Em đâu có biết là Dolce qua đâu. Chắc vậy. Mà lâu rồi mình cũng không có vào quán pizza bên trung tâm thành phố mới chơi. Hay bữa nay ba đứa mình vào đó chơi đi anh. Có Dolce nữa nè, rủ đi chung luôn. Đi ăn pizza mọi người ơi. Chưa gì đòi đi ăn rồi. Em đói mà. Em cũng thấy đói á chị. Đó, Dolce cũng đói nữa nè. Hay là mình đi ăn chung đi Louis ơi. Tụi mình đi ăn nha. Đó, trời, người ta rủ quá trời luôn mà không chịu đi. Vậy thì đi, mặc dù anh không đói. Ok, sao cũng được hết á. Miễn anh đi là tụi em vui rồi. Trời ơi, bữa nay để cho người ta năn nỉ rồi mới chịu đi nữa chứ. Thiệt tình. Lên em. Đây, vẫn là thói quen hàng ngày. Khi mà đi đâu thì Louis sẽ lấy xe ra chở mình. Bình thường mình sẽ lên xe ổng, còn hôm nay thì không nha. Mình sẽ lên xe của Dolce với mọi người. Chấm hỏi. Không phải lên xe anh à. Em tưởng chị lên xe Louis chứ. Hình như Dolce sợ Louis giỏi ấy, cho nên nói chuyện còn rất là ngại luôn nha. Còn mình thì không nha. Nay tự nhiên em muốn đi bên đây, ok. Hey, mắc ghét. Vậy em đi đi. Ông lấy xe bỏ đi một nước luôn, không quan tâm tới mình. À, chắc là cũng chưa nghi ngờ gì đâu mọi người. Cái nước này thì chỉ mới hơi giận tí à, tại vì tự nhiên lên xe đơn trời không lên xe ổng, ổng bị quê á. Đấy, bỏ người ta đi rồi vào đây ngồi ên vậy đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ lại đây mua một miếng pizza với lại một ly coca ha. Mạnh ai nấy mua nha, đứa một miếng tí nữa ra ngồi ăn chung nè. Rồi khúc này mình sẽ giả bộ chat với Kiên là: Kiên ơi em ăn pizza không? Sao không hỏi anh? Bắt lỗi liền mọi người thấy chưa? Mình biết tính của ổng mà. Tuy em có rồi nhưng em vẫn muốn á. Thôi rồi ơi, trả lời thêm câu này nữa thì tao nói Louis chắc đang cay lắm mọi người à. Hai người đây lạ dữ. Đây bây giờ mời Kiên xong rồi mình mới mời Louis sau nha. Anh Louis ăn không? Em cho nè. Thôi anh no rồi. Có vẻ Louis bánh bèo hơi quạo quạo đó nha. Vào ngồi đi. Giận thì giận mà quan tâm thì quan tâm nha. Ok, thay vì ngồi kế anh Louis thì mình sẽ ngồi gần bạn Dolce ha. Em thích ngồi bên đấy nè. Bên nào cũng được mà anh, ngồi giống nhau mà. À ok, hôm nay thấy hai người lạ lạ. Đâu có lạ đâu. Đi qua đây thì đi chung.
ngồi cùng nhau. Sao á, có chuyện gì à? Ôi là trời, thì ra nãy giờ ông để ý từng ly từng tí luôn á. Rồi, vậy thôi em qua ngồi kế anh nha. Thôi thôi, không cần. Tôi chỉ cần lúc đầu thôi. Bắt đầu thấy ghen rồi đó, giận hờn vu vơ rồi đó mọi người. Ok, sau một hồi Louis ngồi trách móc ở pizza thì mình rủ ổng với lại bạn Dolce qua khu cắm trại để câu cá nè. Qua tới đây thì Louis bánh bèo có vẻ hết giỏi rồi, lấy cần ra câu ha. Nhưng mà mình thì vẫn còn đang trêu như mọi người. Bây giờ mình sẽ thay quần áo đôi với lại Dolce ha. Ok, bộ đồ kỳ nhông hồng nè. Đấy, xong rồi à, chạy qua đây. Đẹp không Dolce? Trời ơi, đồ đôi xuất sắc luôn. À, đẹp lắm chị. Trời, phải khen chứ sao. Đồ đẹp quá mà. Đẹp không anh? Hôm trước anh khen bộ kỳ nhông hồng này cute nè. Đẹp. Đẹp lắm. Đủ tôi qua đây câu. Xong mặc đồ đôi với nhau vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi xác xác vào bạn Dolce đứng nha mọi người. Đấy, đẹp không anh? Đẹp không? Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Rồi rồi, không cần phải sáp sáp lại vậy đâu. Nhìn ngứa mắt thật. U nà trời. Trời đất gì nữa, ông quạo rồi nè. Thôi tôi đi về nhà, ok? Khó chịu rồi. Kêu gì nữa mà kêu, ông giỏi đi về nhà luôn rồi. Giờ sao ta? Rồi xong, hit, anh giỏi thật rồi. Và mình không có tele theo anh Louis được mọi người ạ. Cho nên là mình với Dolce phải về nhà nè. Đây, bấm cho mọi người xem. Ổng về xong ổng khóa cửa nhà lại luôn, không tele được. Rồi giờ sao ta? Hôm nay giận khóa cửa nhà lại luôn trời. Mọi ngày còn cho mình tele theo để nói chuyện, bữa nay khóa cửa luôn, ở trong đó ên luôn. Ok, chỉ cần cách là spam gọi ổng qua thôi. Còn ổng không qua thì mình sẽ ra ngoài mét, ra ngoài nhắn tin điện thoại riêng. Chứ hiểu lầm Dolce là chết luôn á. Anh em mất tình cảm lắm luôn. Em spam coi ổng có qua không Dolce. Chứ chị gọi nãy giờ cũng nhiều lần rồi đó. Ủa nhưng mà tính ra là hai đứa mình chưa có kịp nói là có tình cảm gì luôn á mọi người. Là bắt đầu ổng đã khó chịu lên rồi. Trời ơi, lỡ mà hai đứa tôi nói ra cái không biết ổng sao luôn á. Mà mọi người yên tâm nha, tính của anh Louis không có giận dai đâu cho nên... Ồ, quá kìa quá kìa, đó đó đó, thấy chưa chưa. Giận thì giận mà qua thì qua. Sao đó? Em gọi anh qua có gì không? Có gì đâu, tự nhiên đang chơi với nhau anh bỏ về nhà thì em phải gọi anh chứ. Anh để hai người có không gian riêng mà. Ơ kìa anh, chưa gì hết trơn á, không nghe em nói gì hết á. Thôi để anh nói cho. Nói gì đâu anh, nói em nghe thử coi. Nhìn là hiểu rồi. Em có tình cảm với Dolce đúng không? Không cần mình nói luôn. Chắc tại vì những cái hành động của mình khi nãy là đang thể hiện mình có tình cảm với Dolce mà. Nên Louis đoán trúng là điều dĩ nhiên rồi. Dolce có thích Angel không? Chứ tôi thấy là Angel thích Dolce rồi á. Trời đất ơi, ổng đang tức hay sao mọi người? Nói không cho mình nói luôn. Rồi bây giờ nếu mà ổng nghĩ vậy thì thôi mình thôi, sẽ... Không cần giỏi lòng nè. Bấy lâu nay anh là người dư thừa đúng không? Sao em không nói gì á? Tại anh nói hết rồi em. Anh đi đây, em ở lại vui vẻ nha. Ư là trời, ông tức ông qua đây ông sổ một hơi không cho mình nói luôn. Rồi giờ giận nữa rồi. Giận nữa rồi. Khoan từ từ để mình thay bộ đồ này ra đã. Không mặc đôi với Dolce nữa. Thay lại bộ đồ cũ nè. Rồi xong rồi mình sẽ qua nhà Louis nha. Ok bây giờ mình sẽ qua nhà Louis nha. Đây. Ôi ôi, sao đen thui từ lùi vậy? Để bấm thử vào nhà xem nha. À được nè, bánh bèo không có khóa cửa mọi người à. Trời đất ơi, lại là một màn hình tối tăm. Về nhà tắt đèn tối thui tối hù luôn. Hình như cái phong cách mỗi lần Louis giận mình là vậy á mọi người. Lột hết đồ ra xong về nhà khóa cửa tắt đèn tối thui. Và hiện tại thì trong nhà rất là tối luôn mọi người à. Mình chỉ có thể là tele Louis cho nhanh thôi nha, chứ đi tìm chắc tìm mãi không ra đâu. Còn nhân vật mình thấy mỗi cái tên thôi đó, chứ đồ quần áo mình còn thấy mờ mờ đó nè mọi người. Trời ơi, trốn đâu đây vậy? Quay, ở đây là chỗ nào vậy mọi người?
Mình cũng không biết cái chỗ này là chỗ nào trong cái căn nhà 700 kim cương này luôn á. Ủa sao hai người không ở bên kia? Theo tôi qua đây làm chi vậy? Cho xin 1000 ánh sáng đi rồi người ta nói lý do cho nè. Tôi không thấy ai là ai luôn á. Ui trời đất ơi. Giật mình nè. Như ma vậy á. Đen thùi lùi nằm trên cục đá nữa. Quần áo đâu sao anh tháo ra hết rồi? Anh còn gì nữa đâu mà mặc quần áo làm gì? Bạn mình đi yêu người yêu mình. Mất một lúc cả hai. Vui lắm hay gì mà em tròn cười? Thì vui mà. Em không nhịn cười được với anh luôn á. Để tôi kích hai người ra. À thôi, trời ơi, chơi với nhau bao lâu rồi còn bị lừa nữa. Càng lâu càng đau á. Em với đơn trà chỉ cho anh thôi. Trời ơi, đau cái gì ở đây vậy? Đừng như vậy chứ. Tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi. Ngấn lệ tràn mi. Ok, bây giờ biết rồi thì thôi lau nước mắt đi ở đó mà ngấn lệ tràn mi cái gì? Kìa, thôi, trời ơi, người ta nằm kế để mà năn nỉ rồi, còn đuổi người ta nữa. Thôi mà, thôi xin lỗi nha, cho hai đứa em xin lỗi nha. Nghỉ giận đi, trời ơi, bắt năn nỉ sến xuống quá nè. Ai hơi nách vậy? Rồi, nói chuyện kiểu vậy thì chắc hết giận rồi đó. Ok, hôm nay mình cảm thấy là mình cho anh hơi ác luôn á. Nhưng mà vui đúng không mọi người? Với lại thì mình tạo ra xong rồi mình cũng đeo theo năn nỉ chứ không có bỏ mặc ổng ha. Rồi mọi người cảm thấy video vừa rồi như thế nào thì để lại bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ thì hết clip rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nha. Bye bye mọi người.